what's up? Welcome to my channel YouTube on Sky Social. Xin chào quý vị và các bạn trở lại với kênh YouTube của mình. Thì hôm nay những cái ngày stay home, stay safe và work from home như thế này, thì có những cái sản phẩm như đôi Gucci mình đang hiện tại mình đang cầm ở đây để mà làm việc, để mà có thể ngồi quay clip mà chia sẻ những cái các bước làm thực hiện restoration cho một đôi giày với các bạn như thế này, đó là một niềm vui. Nó sẽ để làm bớt những cái thời gian gọi là ngủ ăn, chỉ suốt ngày chỉ có ngủ với ăn. Thế cho nên hôm nay là mình sẽ quay clip mình thực hiện restoration cho một đôi giày Gucci như thế này. Và đây mình có thể check lại cái clip mà trước khi mình thực hiện check. Thực hiện restoration cho một đôi giày Gucci Love. Step 1 first. Step 2 clean. And clean. Step 4 remove all polish. After clean. Let it dry. Đây là sản phẩm sau khi được trải qua một đêm khô. You